Em đây là chị thứ ba, thứ ba là có con trai nè. Hôm trước là muốn đi học lại thì cô chú chị hôm nay người ta đi chung với một hoàn cảnh luôn, là vừa thăm bà hỏi chị một số như là bé cho đi học lại rồi, chị có liên hệ nhà trường không? Có đi hỏi thầy, thầy nói nó lớn tuổi quá để thầy kiếm chỗ nào có học phổ cập á thì cho đi học thêm. Chứ giờ lớn quá. Giờ kiếm hoài nhưng dạ, cả tháng nay rồi dạ, cũng chưa có chỗ, sao cho bé biết chữ? Không nhận. Không nhận hả? Tuổi giờ nó qua hút cái tuổi lớp 1 rồi. Dạ bây giờ học ở ngoài kiếm dạ. Giờ chị kiếm chỗ nào ta học dạy thêm lớp 1 á? Dạ, chung. Chị kiếm học thêm thường thường là lớp 1 là người ta có dạy thêm ở ngoài, dạ. Mình gửi đi rồi khoảng nhiêu tiền thì có Mạnh Thường Quân sẽ đứng ra hỗ trợ trả tiền cho. Thì chạy tiền tháng, một tháng ngày 100 ngàn cô chú chị. Chứ bây giờ bé không biết chữ làm sao? Về trường thì tao không nhận, nó bây giờ phải đi học ở ngoài mới được. Con muốn đi học phải không? Dạ. Giờ không biết chữ biết gì hết đó cô chú chị, mà lớn này bây giờ con mấy tuổi rồi? Dạ. Con mấy tuổi rồi? 9 tuổi. 9 tuổi mà chưa được đi học cô chú chị. Cũng muốn học đó. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube của Minh Tơ TV. Hiện tại Minh Tơ đang có mặt tại nhà ba bà cháu để thăm lại hoàn cảnh ba bà cháu, rồi tìm hiểu coi bé mấy bữa nay có lớn được mấy ký rồi. Thì cũng có một Mạnh Thường Quân cũng nhờ Minh Tơ qua đây hỏi về một em bé lúc trước muốn đi học lại bình thường, học lại cô chú chị, nhưng lý do bé không cứ đi học mẫu giáo, muốn vô lớp 1 thì vô học không được, nhà trường ta không nhận, bây giờ muốn cho bé học thêm, học phổ cập phía ngoài. Không biết lúc lúc bên tơ cho mẹ để liên hệ với nhà trường để sắp xếp cho bé đi học. Rồi phán tiền thì bên chị Mạnh Thường Quân này sẽ hỗ trợ cho hết luôn. Mấy tuần nay bên tơ không qua đây, không lắp ở đây. Bên tơ qua thăm chung một hoàn cảnh, một video này luôn để cho cô chú chị cùng biết. Rồi mà cô chú chị vào bên trong để gặp gia đình. Rồi hello chị. Khỏe không chị? Ủa thằng cục vàng này đúng không? Đây, em thức đó con. Hả? Sao vậy? Hả? Ngủ mới thức phải không? Mặt thấy còn xe ke phải không? Hả? Quay quay cần cần chứ con. Đây, bé mẹ cũng vừa mới mất, cũng mấy tháng rồi. Rồi cha ruột không có nhận con. Đó, bây giờ bà ngoại phải lãnh nuôi. Rồi bữa nay khỏe không vậy bé? Cũng nóng nóng quá. Nóng hả? Nóng sổ mũi. Mẹ vì mới chết được mấy tháng hả? Tháng mấy rồi. Rồi cha ruột thì đã tạo ra sản phẩm mà không có nhận con. Đó, bỏ cho bà ngoại luôn. Thì lúc trước mình... Dạ. Ô, chào bà nha. À, lúc trước mình cũng chia sẻ nhiều video về hoàn cảnh ba bà cháu này. Thì cũng đây là chị thứ... thứ ba là có con trai nè. Hôm trước là muốn đi học lại thì cô chú chị hôm nay người ta đi chung với một hoàn cảnh luôn, là vừa thăm bà hỏi chị một số như là bé cho đi học lại rồi, chị có liên hệ nhà trường không? Có đi hỏi thầy, thầy nói nó lớn tuổi quá để thầy kiếm chỗ nào có học phổ cập á thì cho đi học thêm. Chứ giờ lớn quá. Giờ kiếm hoài nhưng dạ, cả tháng nay rồi dạ, cũng chưa có chỗ, sao cho bé biết chữ? Không nhận. Không nhận hả? Tuổi giờ nó qua hút cái tuổi lớp 1 rồi. Dạ bây giờ học ở ngoài kiếm giờ chị kiếm chỗ nào ta học dạy thêm lớp 1 á? Dạ, chung. Chị kiếm học thêm thường thường là lớp 1 là người ta có dạy thêm ở ngoài, dạ. Mình gửi đi rồi khoảng nhiêu tiền thì có Mạnh Thường Quân sẽ đứng ra hỗ trợ trả tiền cho. Thì chạy tiền tháng, một tháng ngày 100 ngàn cô chú chị. Chứ bây giờ bé không biết chữ làm sao? Về trường thì tao không nhận, nó bây giờ phải đi học ở ngoài mới được. Con muốn đi học phải không? Dạ. Giờ không biết chữ biết gì hết đó cô chú chị, mà lớn này bây giờ con mấy tuổi rồi? Dạ. Con mấy tuổi rồi? 9 tuổi mà chưa được đi học cô chú vậy. Cũng muốn học lắm tôi nghĩ. Dạ, muốn đi học mà nhà trường không nhận. Bây giờ chị đi liên hệ đi chỗ nào học đi rồi em trả tiền cho. Dạ. Hả? Dạ. Học thêm ở ngoài á. Nói chung là kèm cho bé biết chữ, biết đọc, biết viết. Dạ. Rồi có thể học mỗi ngày luôn. Chị kiếm vòng vòng này, ai lãnh thì em chị báo cho em biết. Rồi xong em xuống cô nào thường dạy em bé biết chữ á. Rồi em sẽ xuống đó em gặp cô đó trực tiếp để quay cho cô chú chị Mạnh Thường Quân ta xem. Nói chung là bé học sao sao vậy đó. Dạ. Yeah. Nhờ chị hỏi giùm em đi thì... Dạ, đi hỏi. Hôm em cũng quay một video cũng nhờ chị đi hỏi mà giờ trường ta không nhận phải không? Dạ.
Dạ, về chị học ở ngoài đi, bây giờ vô trường không được, đi ra học ngoài đi. Ra ngoài đi. Dạ. Dạ muốn cho mình sao dạy cho bé đọc chữ được, viết được, đi ngoài đường thấy chữ là đọc được là quá tốt rồi. Mình không cần lên lớp, quan trọng cho bé biết chữ thôi. Dạ. Yeah. Đọc được chữ, con chưa biết chữ gì luôn ha, con giờ con đâu biết gì hết à. Hả? Con đi ngoài trường ngày nào. Ờ đâu có biết chữ đâu. Giờ con muốn học ở ngoài ha. Không cần lên lớp đâu. Miễn con học bây giờ trường người ta không nhận con rồi đó. Bây giờ con muốn cho biết chữ, chú muốn cho con biết chữ. Nghe. Dạ. Vậy đi, chứ bây giờ học bây giờ bé 9 tuổi mà vô lớp 1 thì con bạn thì học lớp 1 nó sợ nhỏ thế này này nó bự quá. Thế giờ nó 7 tuổi thì được. Dạ, nó 9 tuổi rồi nó lớn hơn. Chừng là lớp 3 rồi 9 tuổi. Dạ. Nó bây giờ vô lớp 1 thì bé kia quá nhỏ. À, con gái qua đây này con. Không à, không. Tiền mới tiền qua đây. Đây. Nhà mấy tiền lớp mấy? Lớp 2. Lớp 2 ở đây lớp 2 là con mấy tuổi? 8 tuổi. Ở đây 9 tuổi. Đó bây giờ từ lẽ vô học lớp 1. Dạ. Ngồi chung với bạn nhỏ nhỏ hơi tội nghiệp cho nhỏ. Con học giỏi không? Giỏi. À, bé Tiền là chị bé Bưởi. Bé Bưởi đây. À, nói chung là hai cha không nhận con đó, bây giờ bà ngoại phải lãnh nuôi. Đó, bây giờ thấy cưng gì đâu mà ba không nhận biết sao người cha này không hiểu luôn á. À, không sợ túng tiền sao á, mà biết túng tiền mà muốn biết sướng mà tại sao sản phẩm tạo ra mà không chịu nuôi. À, không nhận con của mình mà lúc đó là có một đứa con gái ở đây rồi. Con phải đứng đây này rồi làm biếng ngồi nữa con. À, à, có một đứa con ở đây rồi là ba đứa con, có ba đứa mà có đứa sau này bà nội không nhận, mà hai đứa này nhận mà cũng bà nội cũng không có lo, không thăm gì hết á. Bà nội có qua thăm con không? Không luôn hả? Cười cha có cho cười tiền không? Không. Cha không cho tiền luôn. Chưa. Gì vậy? Sát bên đây mà có ba anh em mà nuôi có một đứa thứ hai, thứ ba bỏ ở đây cho bà ngoại nuôi. Rồi đẻ ra thêm đứa này nữa tạo ra sản phẩm bỏ luôn. Có bà ngoại bây giờ năm nay cũng lớn tuổi rồi phải ẵm thêm một đứa con nữa nè. Nó cực cái tối nụ đâu có no đâu nụ được cái nó ra luôn nít mà nó phải dễ. Dạ. Nó không bệnh thôi mà nó bệnh là cực chứ lắm khỏi lắm. Dạ. Đêm nó thức 3-4 lần. Rồi nhờ em nhờ chị ha, bây giờ một lần nữa là em nhờ là chị bây giờ dạ, kiếm dạ. Cô giáo ở ngoài. Dạ. Rồi học tiền bạc bao nhiêu thì tiền tháng em sẽ trả tiền tháng cho cô. Dạ. Nha. Dạ. Đó, bây giờ không cần dừng lên lớp đâu. Em miễn sao cho bé biết chữ được rồi. Lớp 1 tới lớp 2 chứ quá. Học nói chung là nó đọc chữ được thì là nói chung là đọc chữ nó giỏi được rồi. Rồi toán biết cộng trừ dân tria sau này ra đường tính toán làm ăn này kia, rồi biết tiền này kia. Dạ. Đó, sau này để người ta lớn rồi nó còn biết chữ nó biết. Rồi đọc được bảng đường này kia, đi đường này đường kia được, rồi biết đường về nhà. Không có biết chữ là đi lạc không biết đường về nhà luôn á. Giờ không biết mình là địa chỉ, con ở địa chỉ nào con biết không? Ở đây, dạ. Ở đây nhà con địa chỉ nào con biết không? Ấp nào? Ấp nào? Ấp gì? Con, ấp gì? Con ở ấp nào? Ấp nhà á? Nhà Lan. Không biết luôn. Nó không biết là hiện tại là không biết bé là ở ấp nào luôn. Dạ. Biết ở sân. Dạ, ta ấp Sâm Trạng. Ấp Sâm Trạng. Ừ. Xã Y. Xã gì? Xã đâu? Xã Việt Qua tớ. Sao dạ quá. Dạ đợi nhắc nó dạy không biết. Biết không biết chữ. Không biết chữ ta. Tao như hai nhỏ này hỏi tao coi em đó đi học không biết gì. Học giỏi không? Giỏi. Có giấy khen không? Có. Có hả? Bây giờ chú cho con là biết chữ nha. Bây giờ cho mẹ kiếm trường, nó xin lỗi nhà cô giáo nào gần gần đây á. Dạy lớp 1 phổ cập. Dù tiền bạc như thế nào rồi báo cho Minh Tơ, rồi Minh Tơ sẽ báo Mạnh Thường Quân của Minh Tơ sẽ à, gửi tiền về hàng tháng cũng như là học một năm bao nhiêu tiền thì Minh Tơ cộng một cái một đưa một lần một hoặc Minh Tơ trả hàng tháng cho. Dạ. Nha, quan trọng cho bé biết chữ, bây giờ không cần lên lớp đâu. Dạ. Nha, chứ bé ở nhà cứ lông nhông rồi không dạ. Biết chữ gì hết, cứ đi chùa cầm cầm ơn trong lục mỗi ngày rồi không biết chữ không biết gì hết. Dạ. Rồi bà ngoại mấy bữa nay nghe nó thấy đang làm gì chứ hả? Dạ, làm cầu. Dạ. Đặt cầu. Làm nhà vệ sinh đó hả? Dạ, làm vệ sinh đó. À. Ủa, nhà mở chưa có nhà vệ sinh hả? Đâu có đâu.
Dạ. Nhờ tiền của chú cho đó, chú Mạnh Thường Quân đâu giúp đó. À, dạ, chú... ra dạ, bây giờ tôi đang là làm việc nhà vệ sinh cho hai đứa này nè. Dạ, lúc trước dạ, bà cháu dạ. Dạ, lúc trước con gửi tiền á rồi dạ. Bà làm nhà vệ sinh phải không? Dạ. Ờ, cũng quá tốt rồi. Chỉ dạ. Mỗi lần nghe thấy đi vệ sinh đi nhà bên hông. Dạ, đi nhà bên. Ban đêm ban hôm. Ờ, ban đêm ban hôm mưa gió đâu nó cực. À, thì làm chỗ cái nhà tắm luôn dạ, phải không? Dạ, làm chỗ nhà tắm đó đó. Dạ. Dạ. Làm được mấy ngày rồi bà? Ừ, mới làm nè, mới làm sáng. Mới làm sáng hả? Sáng này à. Một lát mà thì bà dẫn con đi chỗ ha, quay chút xíu cho cô chú Mạnh Thường Quân coi coi. Rồi đi vô nhà bà đi. Hay rồi nhờ vậy như đó nha. Rồi cái bị báo cho em biết. Dạ dạ. Mỗi lần bà đi vệ sinh là đi phía ngoài này. Là muốn làm ở trong nhà luôn phải không? Dạ. Đây. Nhà của bà đây, ba bà cháu. Dạ. Giờ muốn làm vệ sinh ở sau này hả? Dạ. Ờ có cái hai cái hầm nè. Dạ. Ờ, mới để hầm dạ, mà. Mới để hầm đó. Rồi. Hơi dài, hơi xa. Dạ thì có ống mà. Ờ làm vệ sinh dạ. Trong cái nhà tắm luôn. Dạ, vậy đi cho nó dễ mà. Dạ. Mưa gió rồi đó. Người ta lãnh nhiêu tiền mà nhà xanh vệ sinh này? Dạ, đừng cho nó. Như biết nhiêu tiền hết hả? Chưa đâu, chưa nói giá hả? Dạ. Dạ. Làm xong ta mới tính nè. Dạ, làm xong mới tính. Ờ. Đặt mua là chắc cũng cỡ. Dạ. Thấy cái hầm này cũng lớn quá trời này cô chú chị. Hầm đó là 1,5 triệu đó, hai hầm đó chú. Dạ, hầm này lớn. Dạ, cho nó cao cao lên hơn cái này. Dạ. Cái vậy đi đi bà cháu nó dễ còn đẳng nó đông. À, bên kia thì dạ, đông người ban đêm ban hôm hơi khó nữa. Cô chú nó thôi kệ, có tiền tôi không dám xài đâu, tôi để làm vậy đi. Dạ. Nhờ ơn của Mạnh Thường Quân đâu giúp đỡ vậy đó. Dạ. Tôi làm vệ sinh vậy đi cho cháu nó đi cho nó dễ. Dạ dạ. Dạ, nó vậy đó. Rồi thì cũng tốt rồi, thì hôm nay con xuống đây con thăm bà, con coi bé bưởi nó có bự cỡ nào, lên được mấy ký. À, lên được mấy ký đây. Lúc này nó tròn rồi nè. À. Uống thuốc mỗi ngày, số mũi. Dạ. Dạ. Mình đừng y chị đâu có biết gì. Ừ. À, bây giờ bà cũng cực, dạ, à, phải cũng lo. Dạ phải lo cho cháu. Dạ. Bây giờ mẹ nó chết rồi tôi phải lo chứ sao. Dạ, dạ. Uống sữa chưa? Dạ, bữa uống sữa rồi. Chưa? Uống sữa chưa? Hả? Uống sữa chưa? Uống sữa chưa? Đó nè. Thấy không? Alo ơi, alo đây. Alo. Biết nói đâu. Alo. Alo được rồi, chú chạy luôn á. Khóc được đi, khóc đi. A đi. Cười cho cháu nghe. Cười. Dạ. Cười rồi. Bữa nay mấy như mới ngủ mà còn xe ke. Dạ. Ngủ trước rồi mẹ. Đi luôn nè, ngồi đi. Dạ dạ được rồi con xuống đây chung là con dạ. Thăm lại ba bà cháu dạ. Rồi chung là chỉ hỏi thăm hoàn cảnh của chị thứ ba đó, chị Thi. Chị Thi cũng dạ. Có đứa con muốn đi học thì nghèo quá. Dạ thì muốn nhờ dạ. Mạnh Thường Quân muốn nhờ bên ta qua đây hỏi lại dạ. Rồi tình hình bé sắp xếp dạ. Xin được chỗ nào học chưa? Dạ. Thì hôm nay mình tới xuống đây cũng chung là chứ bây giờ trường bây giờ người ta không nhận rồi đó à, tại vì lớn tuổi quá dạ rồi. Bây giờ mình tới nhờ mẹ đi kiếm cô giáo nào gần gần đây để dạ, học phổ dạ. Cập dạy mỗi ngày cho bé biết chữ dạ. Rồi kinh phí thì mình ta sẽ báo về Mạnh Thường Quân của mình tơ dạ. Chị hai bà ha dạ. Hôm nay con qua thăm bà thôi dầm thăm dạ. Bé bưởi đây rồi mai mốt dạ. À, có cô chú nào thương à, mua sữa mua gì chú đem qua dạ. Bây giờ bữa nay chú đi không có tiền. Chú đi không có tiền, chú chỉ đi thăm thôi. Dạ. Con đi thăm dạ hỏi vụ bé kia đang đi học dạ, hành dạ. Sao rồi đó. Dạ. Rồi chừng nào có ai cho tiền sữa thì chú cho nữa, bây giờ chú không ai cho hết á. Dạ lại thăm được rồi cũng cảm ơn rồi dạ. Thì Mạnh Thường Quân cũng nhờ dạ, con qua đây hỏi thăm á. Dạ. Rồi cái gì Mạnh Thường Quân con sẽ hỗ trợ dạ. Tiền sữa tiếp tục. Dạ. Tại tiền sữa bỏ chú biết con uống dưa hết đâu mà chú bên đây không có tiền quá rồi. Rồi con về nghe bà ha. Dạ, dạ rồi dạ. Chú về nghe bà tiên rồi vậy cuối video thì mình ta xin kính chúc cô chú Mạnh Thường Quân trong ngoài nước được nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt thì con về nghe bà dạ, dạ, rồi, rồi, rồi. Cảm ơn chú dạ. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn dạ.